Bà Phương Hằng vạch mặt YouTuber Quỳnh Như giả mạo cháu gái tướng Tô Ân Sô, dám lên mặt dạy đời. Bà Phương Hằng khẳng định nếu YouTuber Quỳnh Như tiếp tục có những phát ngôn sai lệch thì Nhâm Hoàng Khang là tấm gương trước mặt. Liên quan đến drama Phương Hằng và giới nghệ sĩ, bên cạnh lượng fan hùng hậu, CEO Đại Nam còn được bộ phận YouTuber ủng hộ bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, nhân vật Quỳnh Như trong team Lang Thang Đường Phố thường xuyên có những phát ngôn cổ vũ, thậm chí gây hấn với không ít nhân vật showbiz để bảo vệ cho bà Phương Hằng. Tuy nhiên, khi vụ việc đang bắt đầu được cơ quan chức năng xử lý, thì nữ YouTuber trên có động thái quay xe. Cô nói rằng vợ ông Dũng là vôi, có thể bị gài bẫy trong ồn ào tình thất bồng lai. Chiều ngày 2 tháng 11, bà Phương Hằng bày tỏ tức giận trên sóng livestream về cách ứng xử của YouTuber Quỳnh Như. Nữ đại gia một lần nữa nhấn mạnh, đây là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi. Từ trước đến nay, mình chưa kêu gọi bất kỳ ai phải về phe cánh với mình. Tất cả hiệu ứng đạt được thời gian qua là do mọi người đồng cảm mong muốn tìm ra chân lý, đem lại sự công bằng. Ở cương vị là người phụ nữ từng trải, quản lý nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, bà Phương Hằng khẳng định Quỳnh Như quá vội vàng khi dám lên mặt dạy đời chụp mũ bà. Đặc biệt, cáo buộc bà dùng tiền để mua chuộc các YouTuber khác là một điều sai lầm hoàn toàn. Trong mắt tôi, Quỳnh Như là một cô gái trong trẻo. Tuy nhiên, qua quá trình tiếp xúc thì tôi phát hiện Quỳnh Như có qua lại với Nhâm Hoàng Khang. Tôi đã bắt đầu hơi ngại. Khi tôi thấy Quỳnh Như ghép ảnh mình lại với tướng Tô Ân Sô, thì tôi đã thấy có gì đó không ổn. Vì giữa Quỳnh Như và tướng Tô Ân Sô không có mối quan hệ nào, tôi đã nhắc nhở Quỳnh Như, kể cả kênh Lang Thang Đường Phố không nên ghép ảnh như vậy để tạo hiệu ứng hiểu lầm cho công chúng. Đó là đánh tráo khái niệm và tôi đã phản ứng ngay và luôn. Tôi 50 tuổi rồi, tôi có thể đẻ ra được Quỳnh Như. Thông tin nào chính xác tôi kiểm chứng được nó đúng thì tôi chấp nhận. Còn những thông tin không chính xác thì tôi không bao giờ bị người khác sổ mũi. Tôi nhắc nhở Quỳnh Như vì tại sao lên YouTube phản ứng một cách tiêu cực. Quỳnh Như không được phép vì đó là câu chuyện của tôi. Tôi đi tìm chính nghĩa cho cộng đồng. Quỳnh Như chưa đủ tuổi tham gia và làm bất kỳ điều gì. Quỳnh Như đã ảo tưởng sức mạnh. Quỳnh Như bao giờ cũng nói về thuyết âm mưu và lập luận bao giờ cũng chụp mũ người khác. Suy luận đôi lúc logic nhưng có khi đi quá xa. Sau đó lên clip nói xối xả về thân thế của mình rồi nhắn tin xin lỗi tôi đủ điều. Giữa tôi và Quỳnh Như, tôi không có gì để khuyên nhủ Quỳnh Như, vì Quỳnh Như tự cho mình là người ăn học, còn tôi chỉ học lớp 11 thôi, nhưng trải nghiệm đời của tôi hơn Quỳnh Như rất nhiều. Bên cạnh đó, bà Phương Hằng cảm ơn và khuyên nhủ YouTuber nên rút khỏi thế giới ảo, bởi vì càng lún sâu vào drama, chỉ càng khiến Quỳnh Như không lối thoát. Thay vào đó, Quỳnh Như cần lui về gia thế khủng của mình để bảo toàn danh dự của mình, ổn định cuộc sống cho tương lai. Hãy giữ lại những gì tốt nhất khi còn có thể, CEO nói thêm. Cuối cùng, bà Phương Hằng nhắc đến vấn đề cho tiền YouTuber để đóng góp. Tại sao con phải suy bụng ta ra bụng người? Rằng thời gian qua con đóng góp chia sẻ với cô đã cho con cục kẹo nào chưa mà con dám chụp mũ người khác để thuê YouTuber? Nếu cô cho tiền họ mà họ vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm, cho nên con non và xanh lắm, chưa đủ tư cách để lên lớp dạy đời ai đâu, vợ ông Dũng là vôi nhấn mạnh. Trước Quỳnh Như, bà Phương Hằng cũng từng chỉnh mặt hacker Nhâm Hoàng Khang vì hành vi tương tự. Riêng YouTuber Quỳnh Như cũng bị Nguyễn Sinh và ca sĩ Viu Anh gửi đơn ra tòa vì những phát ngôn vu khống bị đặt trên mạng xã hội. Viu Anh cảnh cáo YouTuber Quỳnh Như, thông thường từ 2 đến 8 tháng tùy theo loại tội phạm đơn sẽ được xử lý, nhưng do tình hình dịch bệnh 3 tháng nay các cơ quan đều đóng cửa nên quy trình có thể chậm hơn vài tháng nữa, cho nên dù bao lâu Viu Anh cũng sẽ đi đến cùng. Nhân tiện, Viu Anh thông báo đến bạn Quỳnh Như, chủ của kênh YouTube Lang Thang Đường Phố cũng chuẩn bị tinh thần sau thời gian dài tiếp tay cho bà Nguyễn Phương Hằng, vu khống lăng mạ rất nhiều người, trong đó có tôi. Mình vừa mới tặng bạn một lá đơn tố giác đầu tiên lên công an rồi nhé. Đừng tưởng làm YouTuber lách luật thì là ok nhé. Các bạn truyền thông bẩn khác nhìn mà noi gương nha.